Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video nữa cho hôm nay để giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm đang có ở shop em, và hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Em vẫn có để số điện thoại ở góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Và em xin lưu ý là shop em sẽ nhận chuyển khoản đi đơn anh chị nha, em sẽ không có ship code. Đầu tiên thì video này thì em sẽ không có giới thiệu nhiều kính đâu. Kính thì em sẽ có một video khác giới thiệu toàn bộ là kính hết. Nhưng mà kính này thì em thấy đẹp quá, em đang lấy ra để chụp hình và em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị trong cái video này ha. Đây là một cái kính nam anh chị, cái này còn cả cái hộp và cái logo này là cái logo của Nike anh chị. Đấy, có cái logo này thôi nha, chứ không có cái chữ anh chị nha. Cái hộp này làm bằng nhựa chứ không phải bằng da. Hộp thì màu xanh bằng nhựa. Đó. Rồi, bên trong thì có cái khăn cũng có cái logo này luôn. Thì kính sao là em giới thiệu như vậy ha. Có cái khăn, có cái logo và cái kính bên trong là một cái kính nam dạng thể thao. Nhưng mà cái kính này thì cái size nó nhỏ thôi anh chị ơi. Và em thấy cái thiết kế của nó cũng khá là trẻ trung hiện đại đó, cho nên là anh chú mình hơi lớn tuổi thì em nghĩ xài cái này không hợp. Và anh nào mà mặt mình to, từ trung bình đến to thì mình xài cũng không hợp đâu. Như là mặt em là mặt nữ to nè, thì em đeo cái này thì nó vừa luôn đó. Còn nếu mà mình mặt nam thì từ mặt nhỏ thôi, mặt trung bình đến mặt to này nó bị chọt nha anh chị nha. Hoặc là mình có thể mua cho em cháu mình kiểu hơi còn nhỏ nhỏ, trẻ trẻ, tuổi teen á, thì mình xài cái này mình đi đạp xe đồ này kia, hoặc là đi du lịch nó cũng rất là đẹp luôn ha. Cái trồng thì nó là có màu như vậy, cái màu nó thiên về hơi hơi cam cam đỏ đỏ, nhìn nó rất là modern nha. Rồi cái này nó nhẹ hiệu cái này giống như là bằng nhôm vậy đó, nó rất là nhẹ ha. Rồi ở trên đây thì cũng có cái logo chỗ này, logo nhỏ nhỏ chỗ này. Phía bên hông nó cũng có cái logo bên đây màu đỏ. Đó, bên hông hai bên này có hai cái logo hai bên này nha anh chị nha. Cái sản phẩm này thì không có mới keng nha anh chị, nó còn hộp nhưng mà nó không có mới. Và có cảm giác đã có qua sử dụng rồi. Độ mới thì nó cũng khoảng tầm 85% như những cái kính hổm giờ em giới thiệu thôi. Điều cái này thì nó còn cái hộp thôi. Đấy, do cái này nó nhỏ quá, em nét nó hơi bị chậm ha. Cái tròng thì nó sẽ là cái tròng màu, và khi mà mình đeo vô mắt thực tế thì nó cũng không có bị mỏi, không có bị mờ mỏi, khó chịu anh chị nha. Nó cũng rất là mát mướt luôn. Rồi cái chỗ này thì nó ôm sát nè, em nghĩ cái này thì mình đi đạp xe đồ này kia nó rất là phù hợp. Nhưng mà trên cái tròng này nè thì nó có hơi vài cái vết trầy ở bên đây ha, nó có vài cái vết trầy ở đây nhưng mà chắc mình không có thấy rõ đâu. Nhưng mà đó đó, ngay đây nè anh chị, nó có hơi trầy nhưng mà khi mà em đeo vào mắt thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó vẫn có vết trầy khi mà mình nhìn kỹ bên ngoài anh chị nha. Rồi ở trong đây thì người ta có ghi cho mình cái chữ là V6705. Mà em sạch thử cái kính Nike mà mã V6 thì họ có 705 nè, 910, 920 gì đó. Nói chung là tùy theo cái kích thước, nhưng mà cái này 705 thì em nghĩ chắc nghĩa là nó nhỏ đó anh chị, cho nên nó 705 ha. Và bên đây thì họ ghi cái chữ Japan ở đây. Rồi, kính này nó rất là nhẹ gọn, và lưu ý là anh nào mặt nhỏ thì mình chốt cái này, hoặc là em mình mua cho em cháu mình để sử dụng nha. Nó dạng kính thời trang. Size ngang đo từ đây qua đây là khoảng được 13 nha, 130. Đó, nhỏ nha anh chị nha. Và còn cái hộp, còn cả cái khăn luôn. Cái này em bán cho mình với giá cũng là 580.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là kính nam, giá là 580. Video này thì chỉ có một cái kính thôi, không có bị nhầm đâu. Anh chị thích cái này thì mình có thể mua cái này ha. Mua thì mình mua cho em cháu thôi, tại vì cái kính này nó cũng có qua sử dụng rồi, chứ không phải mới keng, cho nên là mình tặng hơi hơi lạ chút thì nó không hợp. Mua cho em cháu trong nhà thôi giùm em ha. Và rất là đẹp, mang nó cũng rất là xinh luôn. Rồi em có một cái sản phẩm này nữa dành cho anh nào mình mua cho em cháu mình cái đó để đi đạp xe hay là đi thể thao gì đó, mình chốt luôn cái này. Cái này là của thương hiệu Adidas. Túi này thì dạng để mà mình đeo đi bộ anh chị, thể thao nha, không có cũ đâu. Cái này độ mới rất là cao rồi, và người ta may nó rất là nhẹ anh chị ha. Cái mẫu này thì em sợ thử là người ta chuyên để cho những cái người đi bộ, người ta đeo trên bên hông đó, người ta bỏ điện thoại đồ này kia đó thì nó gọn nhẹ, nó không có nặng nề gì hết. Và nó rất là mới như vậy luôn. Cái màu tông của nó là màu cam, nhưng mà nam nữ vẫn xài được thôi đó. Mình phối đồ vô thì nó khi mà mình đi thể thao, mình phối mấy cái đồ nổi nổi nó cũng đẹp thôi, không có sao hết anh chị ha. Các anh mình hoàn toàn có thể xài được. Ở trên cái dây thì người ta ghi cái chữ là Adidas Running này. Đó. Rồi mấy này thì bằng nhựa màu cam luôn. Rồi cái vải này màu cam mà dạng như dạ quang anh chị ha. Rồi dây kéo là người ta may chìm bên trong luôn, nhìn nó rất là xịn nha. Bên trong là lót vải. Và cái sản phẩm này là của thương hiệu Adidas, và nó được Made in Việt Nam anh chị.
đấy, RunPad gì đó, Made in Việt Nam ha, và bên sau thì người ta có cái mã QR cho mình check luôn. Này, anh chị có thể về check thử ha. Em thì chưa có check thử cái giá nó bao nhiêu, thì em cũng chỉ bán như hàng si thôi, và nó cũng khá là thể thao nha. Size ngang á là được 22 nè, cao lên là được 12. Cái này em bán cho mình với giá là 290 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là túi Adidas, giá là 290 thôi. Nhẹ gọn, đẹp mới luôn, 290 ngàn. Chị nào mà mình có đi tập thể dục thể thao rồi đó, mình lấy cái này ha, 290 hả, giá rất là mềm. Rồi em có một cái túi này nhỏ xíu để mà mình đeo thắt lưng nè, và nó không có kèm thắt lưng nha anh chị, nó chỉ là cái túi thôi, mini thôi, bằng chất liệu da bò hàng hiệu Western Kiefer gì đó. Cái này là da bò thật anh chị nha, cái kia nãy bằng vải, còn cái này là da bò thật. Và cái này thì không có vừa điện thoại đâu các chị, mình có thể đeo để thời trang anh chị ha, đeo cho nó có phong cách thời trang chút xíu, hoặc là mình đeo để mình đựng những cái đồ như cây son hay là hộp phấn gì đó nhỏ nhỏ thôi, chứ mà đựng nhiều thì nó không có vừa nha. Và trên cái từng cái nút nhỏ này người ta cũng có dập là cái hiệu hết luôn. Rồi mở khóa kéo ngay đây. Rồi bên trong á thì là lót vải nha, Made in China. Đó, bên trong lót vải sạch mới như vậy. Nó có cái chỗ để mình móc dây đeo chéo nữa đó anh chị, nhưng mà cái này nó không có kèm dây đeo chéo ha, mất tiêu dây đeo chéo rồi. Cái này nhỏ xíu hả nha anh chị. Size là được 14 nè, nhân với lại 10 cm. Cái này em khuyến mãi cho mình còn 350 ngàn thôi. Cái này là hàng đợt trước ha, 350 ngàn. Anh chị chốt giùm em ảnh là túi đeo thắt lưng, giá 350, và mình về mình đeo vô cái thắt lưng nhà mình á, thì cái nào nó cũng hợp thôi, cũng cũng vô thôi đó anh chị, tại cái này nó cũng khá là to nè, mình gỡ lên rất là tiện luôn. 350 cho cái túi đeo thắt lưng này. Rồi sao cảm giác nó bị mờ mờ nữa rồi, để em chỉnh tí xíu anh chị nha. Rồi ok, nghe đây ha. Rồi đó, 350 ngàn cho cái túi mini này. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi hộp này. Túi hộp này hôm trước hình như có chị nào nha dặn em nào mà em không nhớ nè. Túi hộp vải của Nhật các anh chị, và cái này thì độ mới nó rất là cao nha, nó siêu mới luôn, vải lụa. Người ta làm thành cái form hộp như vậy cho các chị mình xách tay đi tiệc cũng rất là đẹp nha. Đó, đây. Rồi, kích thước bề ngang là được 21, cao lên là được 15. Dán sách như vậy, không biết là cái dây mình có tháo ra được không. Dây này là người ta may cứng vô đây luôn, cho nên mình không có tháo rời cái dây ra được anh chị ha. Ở bên trong là lót vải sạch đẹp. Cái túi này thì dường như chưa có qua sử dụng, rất là mới luôn. Túi hộp vải nha, anh chị chốt giùm em bảo là túi hộp vải, giá của nó là 280 ngàn. Túi hộp nhưng mà nó bằng vải. Nhưng mà mình mua hàng Nhật thì thỉnh thoảng mình cũng hay gặp cái mẫu như vậy, người ta hay thiết kế bằng vải như vậy cho các cô hơi lớn tuổi mình xách ha. Nó nhẹ gọn, nó không có bị nặng đâu. Và cái hộp này thì mình đựng điện thoại vô tư, ví tiền là vô tư luôn. Rất là đẹp, túi hộp bằng vải màu đen, đẹp lắm, vải lụa. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi này là túi da bò. Da bò này là xách tay nha anh chị. Đấy, túi da bò này độ mới khoảng 80% thôi, hàng si, hàng có qua sử dụng rồi. Nhưng mà chất liệu của nó là da bò thật nha, hàng người ta cũng có sử dụng nhiều trên da, có những cái xước xát rồi. Nhưng mà nếu cô nào mà mình thích đồ da thì mình bỏ qua được cái những cái đồ cũ này á, thì mình có thể xách cái này ha, và nó sẽ rất là bền luôn, tại nó bằng da thật á anh chị. Size ngang là được 25, cao lên là được 17. Đấy, lúc hết miệng nha. Bên trong á thì là lót, cái lót này là lót da tổng hợp. Cái lót da tổng hợp cũng sạch đẹp nha, bên trong hàng có hiệu gì đó, hiệu say gì đó. Rồi có hai ngăn ha, cái này thì nó chỉ xách tay thôi, không có dây đeo, và em sẽ bán sale tặng cái này cho anh chị với giá là 250 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi da đen 250, hoặc là mình chụp giùm em màn hình nha, túi da đen 250 cho cái túi này. Túi này thì độ mới không có bằng cái túi vải, nhưng mà nó bằng da bò này. Lâu lâu em có cái mã sale tặng gì đó, 250 cho anh chị cái túi này luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi này là dạng công sở và rất đẹp nha, cái này mua tặng được luôn. Cái này là da bò dập vân cá sấu, siêu mới luôn, rất mới. Em chỉnh cái này xa xa tí anh chị ha. Đấy, rồi cực kỳ mới luôn như vậy. Cái túi này là da bò dập vân cá sấu, chứ không phải là da cá sấu thật nha anh chị. Và nhìn nó quá đẹp,
Form này là form công sở, chắc chị mình xách đồ rất là đẹp luôn, rất là nhiều đồ. Size ngang là 32, cao lên là được 23 và cái độ dày của nó là 13 cm. Khoen khóa là còn sáng trưng anh chị thấy, nói chung là túi này không có độ cũ đâu, mới phải trên 98-99% luôn. Mình mua tặng thì rất là phù hợp, nhưng mà nó là da dập vân chứ không phải là da cá sấu thật nha. Rồi mình mở khóa ngay đây. Ở trong đây thì không có nút, không có khóa kéo miệng lớn, nhưng mà nó có một cái ngăn nhỏ bên trong có khóa kéo, cho nên là các chị mình để đồ kín kín trong đây là vô tư ha. Rồi nó sẽ có cái nắp đậy qua như vậy. Đó. Bên trong là lót vải, hàng này có hiệu, hàng hiệu Monte Rosso gì đó. Hiệu này thì cũng không ít, không có thường gặp, cho nên là em cũng chỉ bán như cái túi da thôi, không có bán hiệu gì đâu. Đấy, cái logo bên trong là cái logo hiệu luôn đó anh chị nha. Rồi mình gài qua bên đây, đẹp xuất sắc, túi này các chị mình mua tặng đi. Đấy, đẹp quá, rất mới luôn, thiếu cái tag nữa thôi là thành như mới luôn anh chị nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 750.000, anh chị chốt giùm em mã là túi da bò vân cá sấu, giá là 750 thôi. Quá đẹp, quá mới luôn anh chị nha, 750.000 cho cái túi này, xuất sắc vô cùng, sách sang cực kỳ, 750. Em có một cái chiếc túi này là da tổng hợp nhỏ xinh luôn, bán sale cho anh chị luôn nha. Túi này thì dạng trẻ trung mà size mini đó, mình có thể xách tay hoặc là mình gắn dây vô mình đeo, nhưng mà nó là da tổng hợp nha, màu là màu hồng phấn, rất mới, mới trên 95-98%, nhưng mà là da tổng hợp. Rồi bên trong thì lót vải sạch đẹp, túi này là chưa có qua sử dụng anh chị, này nó hơi dính dơ chút xíu, mình về mình lau sạch là đẹp ha. Đấy, cái này thì các chị mình hơi xì tin chút thì mình vẫn xách được, hoặc là mình mua cho em cháu mình xài cũng được nha, rất là xinh. Size ngang đáy là được 20 nè, cao lên là được 13 và cái độ dày của nó sẽ được là 19, độ dày của nó sẽ được là 9 cm thôi. Rồi nó có một cái ngăn chính chỗ này như vậy thôi à, không có ngăn nhỏ nữa. Cái này giá của nó là 220.000, anh chị chốt giùm em mã là túi tổng hợp màu hồng, giá là 220 thôi. Quá trời mới luôn, cái này mua tặng cũng được luôn đó anh chị, 220.000, dạng túi thời trang ha, da tổng hợp nhưng mà người ta cũng làm xước quan tâm đồ dữ lắm. Em có một cái túi này là da kangaroo của Australia, túi này thì nó mất dây đeo thôi, mình xách tay giùm em hoặc là mình về mình may thêm một cái sợi dây da bò để mình đeo anh chị nha. Form đó là form hộp dạng đeo chéo nhỏ đó, nhưng mà nó mất cái dây đeo rồi, mình chỉ còn cái dây sách này thôi. Da là da kangaroo và có chứng nhận là da kangaroo thật bên trong đây ha. Hàng có hiệu, và cái hiệu nếu mà mình mua túi kangaroo là đa phần mình gặp cái hiệu này, thỉnh thoảng lâu lắm mình mới gặp cái thương hiệu Boss kia, cái kia ít gặp hơn cái này. Và cái này cũng hiếm chứ không phải là thường xuyên gặp anh chị nha. Size ngang là 24 nè, ngang đáy là được 27, cao lên là được 18 và cái độ dày của nó là 11 cm. Khoen khóa thì còn sáng trưng. Túi này thì dường như chưa có qua sử dụng, nhưng mà nó bị lạc mất cái dây thôi. Và em không có cái dây để kèm theo cho anh chị á, cho nên là em bán giá mềm anh chị ha. Rồi bên trong là lót vải dập hiệu, đặc trưng của cái sản phẩm của thương hiệu này thì họ hay lót vải như vậy nè, dập hiệu trong đây nha. Có cái hiệu nè, rồi chứng nhận là da kangaroo thật nè, và made in Australia, xứ sở của kangaroo anh chị ha. Có chỗ móc dây nhưng mà mất dây rồi. Rồi cái này thì em bán cho mình với giá là 1450 và khuyến mãi cho anh chị là còn 1.300.000 nha, 1.300.000, anh chị chốt cho em mã là túi da kangaroo, giá là 1.300.000 là giá siêu khuyến mãi luôn. Mình về mình đi may cái dây tầm khoảng 1-200.000 thôi là cho một cái túi rất là xịn, da độc lạ, da phong thủy luôn anh chị ha. Đấy, quá đẹp. Kangaroo thì em chỉ còn có cái túi này, tại vì đây cũng là một cái da quý hiếm mà ít có gặp anh chị, một cái túi này với một cái túi lông kangaroo thôi. Túi lông kangaroo này thì nó không mới, mà dạng như mình xài phong thủy thì phù hợp hơn. Cái này là lông của kangaroo và người ta có chứng nhận cho mình nó là lông thật luôn. Mẫu này thì nó không mới ken đâu. Đấy, dán phông cớp như vậy. Các chị mình có thể mua xài phong thủy ở nhà hoặc là để ở nhà làm cho nó, nếu mình tin phong thủy đồ này kia đó. Size ngang là 30 đái nè, cái miệng là được 25, cao lên là được 14 nha anh chị. Phông cớp, và trên cái cớp này thì nó có bị oxy hóa chỗ cái màu, cái bằng kim loại này rồi. Cái này để em sale luôn cho anh chị ha. Bên trong là lót da, có cái chứng nhận đó là kangaroo ha, chứng nhận đó là lông của kangaroo và made in Australia luôn. Cái lót bên trong thì rất là sạch đẹp, có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, nhưng mà bên ngoài thì nó có một cái lỗi chỗ này. Đâu rồi, lông thật rất là mướt nha. Đây đây, có cái lỗi chỗ này nè anh chị, nó bị kiểu như là người ta quăng á, người ta quăng quật cái túi của mình, hoặc là vận chuyển nó bị cấn á, cho nên là nó bị như vậy. Còn lại anh chị thấy là nó không có bị dính dơ, không có bị gì hết, nó chỉ bung chỗ này thôi. Và khi mà mình xài thời gian á, thì em nghĩ là nó sẽ
kiểu như là nó cũng như vậy thôi, chứ nó không có bị bung gãy ra nữa, cho nên là cũng rất là ổn nếu mà mua cái này để mình xài hoặc là mình mua phong thủy ra. Cái này thì em sẽ khuyến mãi cho anh chị luôn đi, em khuyến mãi cho anh chị giá còn 600 ngàn ha. Anh chị chốt cho em mã là túi lông kangaroo, giá là 600, cái nhãn là túi da nha, cậu này là lông, 600 ngàn cho cái túi này. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi này là hàng hiệu của Đức nè, túi da bò. Cũng lâu rồi mới có về túi hiệu này, nhưng mà túi này thì về nó không mới nha. Chị nào thích vintage thì mình lấy cái này, thích da chất da xịn thì chốt giùm em cái túi này. Rồi, túi này là túi của thương hiệu Einer, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức ha. Và thường là nếu mà mình mua hàng của Đức thì mình đa phần hay gặp túi hiệu này, với cả cái hiệu là Goldfield. Đây là một túi đeo chéo nhỏ xinh dành cho các chị nha. Và chị nào thích phong cách vintage thì mình lấy cái này. Đó, cái Einer là cái hình cái móng ngựa này đây, và cái màu đặc trưng của cái này là cái màu nâu đỏ anh chị ha. Size ngang miệng là được 17 nè, cao lên là được 14, và cái độ dày của nó sẽ là 3 cm. Dây thì người ta bọc từ đây qua đây luôn, và mình có thể tăng đưa dây được. Cái dây này là dây zin theo túi luôn nè anh chị. Cái trên cái logo này thì người ta ở trên cái phần khóa này người ta có cái logo luôn. Đây, đã nét được. Trên khóa này người ta ghi cái logo, hay dập cái logo, cái hình móng ngựa đây, và có ghi chữ ngay đây Einer. Rồi, cái này là mở nắp như vậy. Mở ra bên trong á thì là lót da. Rồi cái lót da này nó bị lỗi rồi anh chị ơi. Rồi cái này thôi để em để lại ha. Ôi tiếc quá. Để em để lại nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi cườm hả? Túi cườm này thì đây em sẽ có mấy cái túi cườm em bán rẻ rẻ cho các chị đây. Túi này là hạt kim loại chứ không phải hạt cườm. Mẫu này thì mình cũng hay gặp ở hàng si Nhật nè. Nhưng cái này độ mới nó khoảng 85% thôi, nghĩa là hàng cũng có qua sử dụng chứ không mới ken nha. Bên trong thì là lót vải. Ở bên trong lót vải có cái gương nè, dính bụi thôi anh chị, tại người ta để lâu quá đó. Cái trong đây nó có cái gương ha, có cái gương với cái chỗ để mình ghi cái nem cạc đồ trong đây. Rồi có một cái ngăn nhỏ ngay đây. Cái này thì made in Australia luôn, Glomet nè ha. Hiệu này cũng lần trước em cũng có gặp một lần, made in Australia. Nhưng mà điều cái này, cái lót bên trong nó hơi dơ, cho nên là em cũng bán rẻ thôi, không có bán mắc mỏ gì đâu. Rồi nó là hạt kim loại chứ không phải hạt nhựa nha anh chị. Kích thước của cái túi này thì cái đáy là được 21 nè, cao lên là được 12, độ dày của nó là 4 cm, độ mới khoảng 85%. Còn ở dây đây, dây thì nó cũng không có bị oxy hóa gì hết. Điểm trừ của nó là ở cái lót nó hơi bị dính dơ, nhưng mà cái dơ đó mình giặt ra được chứ không phải là bị dính luôn anh chị nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 290 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi hạt kim loại đen, giá là 290 ngàn, hoặc là mình chụp giùm em cái màn hình nha. 290 ngàn cho cái túi này. Rồi 290. Rồi tiếp theo thì em có cái em sẽ sale cái túi này cho các chị luôn. Túi này là có cái hộp nha. Này còn cái hộp, nhưng mà túi bên trong là cái túi vải á. Người ta làm cái vải mà cái màu nhũ như vậy, độ mới rất là cao. Cái này dường như chưa sử dụng đâu, nhưng mà nó có một cái vết lỗi chỗ này, giống như là bị dính một cái miếng hóa chất gì đó vô đây, cho nên là nó bị phần cái phần mà phủ phủ bạc này lên á, thì nó sẽ bị hơi hơi bị xuống màu, bị đen đen chỗ này ha. Tổng thể thì rất là đẹp, không có vấn đề gì để chê hết, chưa có qua sử dụng. Cái foam này thì mình có thể cất cái dây vô mình cầm tay đi tiệc ban đêm cũng rất là đẹp luôn. Size ngang á, là được 23, cao lên là được 14. Cái này còn hộp luôn đó anh chị, nhìn nó sang vô cùng luôn, bên trong là lót vải anh chị nha. Cái này em sẽ khuyến mãi cho anh chị còn 200 ngàn luôn, anh chị chốt giùm em mã là túi vải nhũ bạc, giá 200 ngàn thôi, giá khuyến mãi xả kho luôn anh chị nha. Giá 200 cho cái này. Cái này còn cả hộp, nghĩa là chưa có qua sử dụng nhưng mà nó bị cái vấn đề nào đó thì cho nên là nó có bị dính chút xíu như vậy. Rồi em có một cái chiếc túi này, túi hạt cườm nè. Thôi em sẽ gom combo mấy cái túi cườm nhỏ nhỏ này để em bán chung cho anh chị nha. Đây em sẽ có set combo. Rồi em sẽ có hai cái túi cườm này. Một cái này là vải kết cườm mà cũng xinh lắm. Vải này thì mình xách tay nha, kết một mặt thôi. Một mặt thì kết hoa nhiều, một mặt sau thì cũng kết gì dài hạt như vậy ha. Nhưng mà cái foam đó là foam mềm chứ không phải là làm foam hộp. Đó, kích thước của cái túi này thì được là 20 nhân với lại 17. Rồi kèm theo một cái cườm này thì kết cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái cườm này thì độ mới nó khoảng được 80-90% thôi. Cái phần cườm màu trắng thì mình thấy nó hơi hơi bị dính bụi anh chị. Đó, lấp lánh vô cùng. Cái này các cô mình đi tiệc rất là đẹp, nhìn cực kỳ sang luôn. Có dây đeo luôn, cái dây này là bằng hạt cườm luôn.
Rồi, cái này thì là 19 nè, nhân với lại 16 nha. Combo hai túi này em bán cho mình với giá là 390 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là combo túi cườm, giá là 390 cho hai cái anh chị ha. Hai cái này thì nó đơn giản hơn so với những cái khác nên nó đi chung ha. 390 ngàn combo túi cườm cho hai cái này. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cái túi cườm này thì đi một mình thôi. Túi cườm này rất là đẹp xinh nè. Đó. Túi cườm này thì mình xài như cái ví cũng được, hoặc là mình có thể lấy cái dây ra mình xách hay đeo đây. Túi này rất mới luôn, còn cả tát luôn. Dây này là dây ra đeo vai hoặc là mình xách tay thôi anh chị. Đấy, bên trong nó như vậy, lót vải sạch đẹp, hàng có hiệu. Hiệu này hiệu gì đây? Hàng có hiệu nha anh chị, logo nó là có cái ông đó đánh xe đó, nhưng không có ghi là cái tên tiếng cái chữ cho nên là mình không biết ha, toàn là ghi tiếng Nhật thôi, cho nên là em cũng bán dùng cái túi vải thôi, túi hạt cườm thôi đó. Dây còn rất mới nha, cái này cực kỳ mới luôn và nó đẹp, nó đơn giản gọn nhẹ dễ sử dụng nè anh chị. Rồi cái này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhân với lại 11. Cái này cái dáng cũng đẹp, màu cũng đẹp, độ mới cao mà cái size nó cũng rất là tiện để xài luôn. Giá của nó sẽ là 320 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là túi cườm đen 320. Ghi luôn giùm em cái giá nha, cái hạt cườm người ta kết không có mất hạt nào hết và kết cực kỳ là kỳ công luôn anh chị nha. 320 ngàn cho cái túi cườm này. 320. Anh chị mình nếu có xài Zalo thì mình cứ chụp giùm em màn hình là ok anh chị ha. Còn nếu mà mình nhắn trên điện thoại thì mình nhắn theo cái thông tin em có đọc với anh chị. Đây, em sẽ có cái túi này, em sẽ bán combo với anh chị cái túi này luôn nè. Em có hai cái giống nhau, tựa tựa với nhau. Cái trên bàn thì độ mới nó khoảng tầm được 85%. Đây, cái góc này nó có người ta có xài nó có bị sờn cái góc chút xíu chỗ này ha. Rồi cái foam nó là dạng ví cầm tay như vậy, mình cầm như clutch cầm tay thì cái vết này nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nếu mà mình đi tiệc đồ này kia thì vẫn ok thôi, chỉ có mình biết cái chỗ này thôi đó anh chị. Rồi, kích thước của nó sẽ được đó là 22 nè, nhân với lại 13. Cũng là vải lụa giống cái hồi đầu tiên lúc nãy, nhưng mà cái nãy thì nó mới ken ha, còn này thì nó có độ cũ. Rồi, mở ra như vậy, đẹp lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái này. Cái này thì nó cũng vậy luôn, nó cũng độ mới khoảng 85%. Trong thì có dây, mình muốn gắn dây để mình xách cũng được. Nhưng mà cái phần chỗ này thì mình thấy nó hơi hơi bạc bạc màu chút xíu, cho nên là em bán combo hai cái này giá là 250 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là combo túi vải giá là 250 cho hai cái luôn anh chị nha. Combo túi vải giá 250 ngàn cho cái combo này. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Có chị cô nào mà thích cái phong cách túi vải hộp này mình chốt luôn giùm em mấy cái này ha. Nào cũng đẹp. Tiếp theo thì em sẽ có một cái túi trống hiệu Ninarissi. Trống này không phải là trống du lịch mà là cái trống mini thôi. Trống này là trống mini nhỏ xinh của thương hiệu rất là nổi tiếng Ninarissi của Pháp. Đấy, mình nhìn cái họa tiết này mình biết Ninarissi rồi. Đây. Quá xuất sắc. Túi này thì dạng như mình xách đi công sở cũng được, hoặc là mình đi xách đi công việc gì đó. Là cái form túi xách bình thường chứ không phải là form du lịch đâu nha anh chị. Nó nhỏ gọn thôi, tại ta làm form trống cho nó độc lạ thôi. Size ngang là 28 nè, và cái trống này đường kính của nó sẽ được là 15. Độ mới cao. Độ mới này là khoảng được 88-89% luôn, rất là mới cho cái thương hiệu Ninarissi này. Cái chữ N Ninarissi ha. Rồi, dán xách tay phong trống nhỏ gọn. Ở trong thì là lót vải bố sạch đẹp nè, nhưng mà dù sao nó cũng có sử dụng rồi anh chị nha, nhưng mà còn rất là sạch, không có bị cũ kỹ hay là bị dơ gì đâu. Đó. Rồi có cái tag là Ninarissi ở đây. Rồi bên trong như vậy. Cái này thì ví tiền, điện thoại hoặc là mình đựng mắt kính, đồ bao tay rồi này kia trong đây là vô tư. Tại vì nó cũng rộng rãi thôi, nó không có khó xài đâu. Cái này em chốt cho mình với giá là 680 ngàn. Anh chị chốt cho em mã là túi trống mini của Pháp, giá là 680 cho cái túi này. 680 ngàn, túi này nhìn nó kiểu vintage lắm. 680. Và mình xách cái túi là biết mình đang xài túi hàng hiệu luôn đó anh chị. 680 ngàn thôi. Rất là rẻ cho cái thương hiệu này rồi anh chị ha. Tiếp theo thì em có cái túi này. Cái này á là, để em coi cái nó này vải nhung hay là bằng da nha. Đây. Cái này là bên trên là da, bên dưới là vải nhung anh chị, chứ không phải là da lộn nha. Nhưng mà nó rất là mới như vậy. Form nó là form sách tay, form hộp, rất là xinh. Đấy, logo còn vàng ống luôn.
túi nhìn nó rất là hay, phối màu cực kỳ đẹp luôn anh chị nha. Phía dưới màu xám này, xám lông chuột này là vải nhung, còn phía bên trên này là da bò dập vân kỳ nhông, chứ không phải là da kỳ nhông thật nha, giá là da bò thật. Size ngang đáy là được 28 nè, cao lên là được 19. Và cái miệng thì nó sẽ nhỏ hơn, cái miệng là 24. Rồi đẹp lắm anh chị, cái quai nè, quá trời sang luôn ha, anh chị nhìn chi tiết nó rất là đẹp luôn á. Ta thiết kế cái túi quá trời xinh, túi này sách quá trời sang luôn. Rồi ở trong thì là lót da bình thường, không có hiệu. Đấy, lót da bình thường ha, có một ngăn như vậy thôi, và nó không có chỗ móc dây đâu. Túi này thì mình chỉ xách tay thôi, dành cho các chị mình phối đồ khi mình xách tay đi làm công sở cũng đẹp, hoặc là đi công việc, đi tiệc gì đó, nếu mình thích thì mình phối cái túi này nó cũng đẹp nha. Em bán cho mình với giá là 520.000, anh chị chốt giùm em mã là túi màu xám đi, 520, hoặc là mình chụp giùm em màn hình ha, túi da phối vải màu xám đi ha, 520.000 thôi, quá đẹp rồi. Túi này rất là xinh á, nếu mà nó full da hơn thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà do nó có vải phía bên dưới này cho nên là bán giá rẻ anh chị. Đẹp quá, giá có 520 thôi. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một túi da bò, full da bò này của thương hiệu Milatron. Milatron. Đây. Da bò màu xanh đen. Để em động cái form lên chút xíu là chị thấy nó đẹp lên liền. Đấy, full da bò dán sách tay nha. Xinh lắm, cái này độ mới khoảng 85-87%. Cái logo nó nằm ở đây. Đây, logo Milatron là cái logo chữ M này, chị có chấm nha. Chất liệu là da bò hạt màu xanh đen, nhưng mà nó thiên về màu đen nhiều, nhưng mình nhìn nó cũng thấy có ánh xanh anh chị nha. Dán sách tay như vậy, khoen khóa thì người ta làm hình tròn, rất là xinh như vậy nè anh chị. Xinh lắm, nhìn nó dễ thương lắm. Và đây, hình tròn ha. Và trên cái phía sau này người ta làm cái chữ M luôn. Phía sau lưng có một ngăn nữa, bên trong là lót da. Có chỗ móc dây, nhưng mà cái này móc dây rồi, cái này có chỗ móc dây nè anh chị. Ở trong là lót da thật anh chị nha, lót da thật màu màu hơi hơi ánh ánh xanh xanh đó. Lót da có tác Milatron ở đây, độ mới khoảng 85-87%, không mới ken nha, nhưng mà đó là thương hiệu cũng có tiếng. Góc cạnh có sờn nha anh chị, có sờn màu ngay đây. Ok ha. Rồi cái đáy là được 25. Cái miệng là được 23, cao lên là được 20, và cái độ dày của nó sẽ được là 9 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 580.000 thôi, anh chị chốt giùm em mã là túi da xanh đen, giá là 580, giá siêu rẻ. 580.000 nó là full da nha anh chị, xài biết năm tháng nào mới hư đâu. Nhưng mà mình có thể săn nhiều túi để mình xài thay đổi anh chị ha, tại vì giá cũng rất là rẻ cho những cái thương hiệu lớn như vậy, vài trăm ngàn thôi anh chị, không có giá cao. Rồi tiếp theo thì em có cái túi này là túi vải, vải phối với da tổng hợp. Này đơn giản thôi nhưng mà nó mới nha, độ mới rất là cao như vậy. Dáng này thì mình đi làm công sở vô tư ha, rất mới. Màu nó cũng nhu nữa, màu xám lông chuột, size ngang là 28 nè. Cao lên là được 22, đó. Chỗ này thì có cái tua rua rất là xinh như vậy. Có cái logo hiệu người ta chưa có tháo siêu luôn nè. Vải phối với da tổng hợp, có khóa kéo miệng, ở bên trong là lót vải sạch đẹp ha, made in China. Cái này em bán cho mình với giá là 200.000 thôi. Anh chị chốt cho em mã là túi vải xám, giá là 200 cho cái túi này. 200.000 túi vải màu xám. Đó, túi này mới lắm nha anh chị, rất mới và nó nhẹ gọn. Cho chị cô nào mà không có thích nặng nề thì mình lấy cái đó ha. Rồi, em có cái túi bao tử này khuyến mãi cho các anh luôn. Bao tử này thật ra là nam nữ đều xài được, nó là da thật các anh chị, nhưng mà nó mỏng thôi, người ta hay gọi cái này là da dê hay là da bụng gì đó, thì nó cũng là da thật anh chị ha, độ mới nó khoảng được 80-90%. Đây là chiếc túi bao tử đeo ngang bụng, hoặc là mình cũng có thể đeo như vậy cũng được luôn, nhưng mà người ta dán, người ta làm là dán ngang anh chị ha. Rồi cái này thì điện thoại, ví tiền vô tư, và mình nếu mà mình có buôn bán gì đó mình thối tiền này kia là rất là ok. Bên trong là có cái tác made in China. Dây là mình có thể tăng đưa được anh chị nha. Độ mới còn cao lắm anh chị, rất là mới. Rồi size ngang là được 30, cao lên là được 16. Cái này em bán cho mình với giá là 400.000. Anh chị chốt giùm em mã là túi bao tử đen, giá là 400. Túi bao tử màu đen có rất là nhiều ngăn như vậy ha, giá 400.000 cho cái túi này. Rồi, một cái chiếc ba lô này là, để coi nó là gì đây, da tổng hợp luôn. Ba lô này là da tổng hợp nhưng mà đựng vừa A4 nè anh chị. Nữ nha, cái này của nữ, mua cho em mình đi học cũng được đó. Đó.
da tổng hợp màu nâu nha, cái này độ mới cao trên 90%, chưa có qua sử dụng. Màu nâu, nâu nhạt thôi, cũng không đậm lắm đâu. Đây, nó như vậy. Rồi, kích thước của cái túi này thì chiều cao lên là được 35, bề ngang là khoảng 25 đến 26. Cái này mình để giấy A4 thì vừa đó, nhưng mà em nghĩ là cái trên này nè thì nó sẽ hơi cuốn cuốn cái giấy một chút ha, bên trong là lót vải sạch đẹp luôn. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 220.000 thôi. Anh chị chốt giùm em ở là ba lô nâu 220, lưu ý nó là da tổng hợp nha. 220 cho cái ba lô này. Mua xài thời trang cũng được anh chị, 220.000. Em có một cái chiếc túi đà điểu này, còn hộp luôn, rất là đẹp đó anh chị. Còn hộp, còn túi vải đồ này kia luôn nha. Còn chứng nhận GRA luôn nè. Xịn lắm. Da đà điểu phơm hộp, mà phơm hộp này phơm hộp xách tay thôi, không có dây đeo đâu. Optic Leader ha, và hàng hiệu của Lein Karu. Cái này là em nhớ không làm là nó lỗi lót á. Rồi, cái này thì bề ngang á là được 23, cao lên là được 16, và cái độ dày của nó sẽ được 12 cm. Cái này dường như mới, chưa có qua sử dụng, còn hộp khoen khóa là còn vàng ống luôn. Có tác chứng nhận GRA ta kèm theo cho mình đây ha. Rồi, bên trong á là lót phun sơn. Lót phun sơn này thì hiện tại thì nó cũng hơi bị dính anh chị. Có hơi dính rồi, mình có thể xài kiểu chữa cháy được một hai lần thôi, còn sau đó mình nên đi thay cái lót khác giùm em ha. Và cái này ít ngăn thôi, thay lót này cũng không có đắt tiền đâu anh chị ơi, khoảng 100-200 ngàn thôi, tùy nơi ha. Tại vì này nó ít ngăn, nó cũng đơn giản dễ thay, cho em cũng bán như cái giá lõi lót luôn anh chị nha. Phơm này rất là đẹp và mới ken, hàng da đà điểu có hiệu luôn anh chị. Đó, rất là đẹp nha, không có phối da bò gì đâu, da đà điểu hết luôn, còn hộp, còn này kìm kia hết luôn. Và em sẽ khuyến mãi cho anh chị là còn 600.000. Anh chị chốt giùm em mã là túi đà điểu đen lõi lót, giá là 600 cho túi này, 600.000 anh chị ha. Tiếc anh chị nha, hơi tiếc. Rồi, tiếp theo thì em có cái này thì dạng là túi da xịn hiệu lớn nè. Hiệu này là hiệu gì đây? Hiệu này rất là, hôm trước là em coi cái hiệu nó cũng rất là cao cấp luôn. Hiệu này là hiệu Fula. Đây, một chiếc túi da xách tay hoặc là mình đeo vai giùm em nha. Này là dáng đeo vai rồi. Rồi, rất đẹp luôn. Da thì siêu chất, da dữ dội lắm anh chị. Cái miếng da này nó nặng dữ lắm, và nó dày, nó chất á. Rồi trên cái khoen khóa này người ta dập chữ Fula nè. Và cái phần khoen thì nó rất là mới. Độ mới của cái túi này cao lắm nha. Góc cạnh không có sờn luôn. Nhưng mà người ta làm cái túi phơm chất, phơm cá tính á, chứ người ta không có làm theo kiểu mà nhẹ nhàng nữ tính anh chị nha. Chị nào mà thích phong cách mà kiểu cá tính mạnh mẽ như vậy thì mình lấy cái túi này. Mình xài quăng quật biết năm tháng nào mới hư, cái da xịn lắm. Size ngang là 30, cái miệng là 26 và cao lên là 23. Gỡ ra thì ở trong là có cái tag là Fula, chứng nhận là Fula da thật đó anh chị. Lót là lót vải dập hiệu như vậy luôn, có một ngăn lớn như vậy và một ngăn khóa kéo nhỏ bên trong. Từng cái khoen khóa là người ta dập hiệu hết. Cái này thì không có khóa kéo miệng, nhưng mà cái nắp này nó đậy được hết cái miệng rồi, cho nên là mình cũng không có sợ bị rớt đồ anh chị nha. Rồi dây thì người ta đóng sẵn mấy cái khoen này cho mình để mà mình xài. Nếu mà các chị mình muốn đeo vai á thì mình có thể ra tiệm cho người ta đóng lại ha, chứ mà cái này họ đóng như vậy luôn, mình không có tăng đưa thêm được, nó chỉ có hai nấc như vậy thôi. Quá trời xịn rồi, cái túi cực kỳ chất luôn. Túi này em đang bán với giá là 1.100.000, anh chị chốt giùm em mã là túi Fula nâu, giá là 1.100.000 anh chị ha. 1.100.000 cho cái túi Fula VIP này, rất VIP luôn. Rồi, em có một cái túi da màu trắng này, khuyến mãi cho anh chị luôn. Túi da màu trắng, dáng xách tay đeo vai ngắn ngắn thôi, màu trắng nha. Độ mới khoảng 80%. Màu trắng nhưng mà nó không có cái điểm nào mà nó bị trừ điểm nhiều. Nhưng mà tổng thể thì mình thấy là cái túi nó do nó màu sáng á, cho nên là nó có những cái vết thời gian trên đó, nhưng mà không có cái vết nào mà quá đáng hết anh chị ha. Tổng thể khoảng 80-85%. Và nó màu trắng nên ít khi nào em lấy nét được lắm, nó mờ mờ vậy nha anh chị ha. Nhưng mà bên ngoài thì cũng rất ok. Size ngang là 31, cao lên là 15. Bề ngang là được 11 của cái đá nha. Rồi khoen khóa thì người ta làm bằng kim loại như vậy. Rồi có khóa kéo miệng anh chị. Này là bùa bình an gì đó của chủ trước thôi, hàng có hiệu luôn ha, bên trong là lót vải. Cái này em bán cho mình với giá là 390 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi da màu trắng, giá 390.000.
390 thường cái màu trắng này anh chị bị khó chịu khi mà mình nhìn á, tại nó không có nét được. 390 cho cái túi này anh chị nha. Tiếp theo thì em có cái combo hai cái túi vải này đi, hai cái túi này bán rẻ cho các chị luôn nè, chị nào thích cái phong cách này để mình xách đồ bình thường đi ha. Em có một cái này. Cái này là vải giống như là vải dây thừng người ta bện lại với nhau vậy. Nó dạng phom tót nha, là khoảng 85%. Phom tót không có nút hít miệng gì đâu, bên trong là lót vải bố. Cao lên là được 34, bề ngang miệng là được 35. Rồi, một cái chiếc túi vải bằng họa tiết cũng vậy luôn. Nhưng mà cái đáy thì nó hơi to hơn nè, đáy hình tròn ha. Mà cái vải này nó cũng đẹp lắm mà nó nhỏ hơn cái kia một chút. Cái ngang miệng là được 30, cao lên là được 27. Cái này nhiều khi mình cần để mình quải đi công việc gì đó, hoặc là mình đựng đồ linh tinh đó, thì mình chốt cái này để dành anh chị nha. Combo này em bán cho mình với giá là 100.000 thôi. Anh chị chốt giùm em ảnh là combo túi vải 100k. Ghi luôn giùm em cái số tiền nha anh chị, tại nãy em có một cái combo túi vải đó, 100.000 cho hai cái túi này. Túi này dạng mình mua để dành đi anh chị, bữa lâu lâu mình cần thì mình lấy ra mình xài. À, túi cườm em còn mẫu này nè anh chị ơi, túi cườm này cũng dễ thương lắm, phơm nó cũng đẹp nữa nè. Cái này là hạt cườm chứ không phải hạt kim loại nha. Người ta làm cái phơm như là một cái nó giống như cái trái banh trái cà na anh chị ha. Nó giống trái cà na vậy đó, đẹp lắm. Nhưng mà độ mới nó khoảng 85% thôi. Với lại người ta làm cái màu không phải là màu trắng sáng trưng, mà là ta làm cái màu thiên thiên và hơi ghi ghi xám xám đó. Cái vải bên trong nó cũng vậy luôn. Nhưng mà em cũng chỉ báo độ mới khoảng 85-87% thôi. Sách đẹp dữ lắm luôn, rất là lấp lánh nha. Bằng hạt cườm chứ không phải hạt kim loại anh chị ha, hạt cườm nhựa. Size của cái túi này thì ngang cái chỗ bự nhất nè, cái bụng nè, là được 25. Cái miệng là khoảng 19 và cao lên là khoảng 15cm, dáng sắp tay như vậy. Chỗ này người ta bọc cái miếng nhựa lên, ở bên trong là cái kim loại, cái dây xích kim loại. Đó, kiểu này cũng dễ thương, hay hay. Rồi khi mà em lấy hết cái đồ độn ra, trời ơi bên trong nó dễ thương lắm nè anh chị ơi. Đây, vậy ha, khi mình lấy hết đồ độn ra thì nó như vậy. Rồi khi mình đựng đồ thêm thì nó bồng lên như cái nãy anh chị ha. Rồi, cái này em sẽ bán cho mình với giá là 250 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là túi cườm màu xám giá 250. Hoặc là mình chụp giùm em màn hình ha. 250 cho cái túi này. Cũng xinh lắm, nhìn nó lạ lạ lắm anh chị, 250, nhưng mà mình nhìn nó không có phải là mới, thiệt là mới 98% gì hết, rất là kiểu như hàng có qua sử dụng rồi nhưng mà mình xài thì cũng vô tư. À, em có một cái túi này hiệu cũng hàng hiệu lớn nhưng mà mình ít có gặp, hàng hiệu là Leonard. Đây, cái này là một cái túi đeo chéo vintage dành cho các chị nè, chị nào thích phong cách nhỏ nhỏ xinh xinh thì mình lấy cái này nha. Chất liệu là canvas phối với da thật, nhưng mà cái thương hiệu này nó khá là đắt đỏ nhưng mà mình lại ít gặp anh chị, tại vì cái thiết kế này nó cũng kén người sử dụng, nó không phải như lăn xeo mà mình hay gặp nha. Nhưng mà mình sợ thử cái chữ Leonard này nè, thì cái giá trị nó rất là cao. Và hồi trước em nhớ cái hiệu này tại vì hồi trước khi mà em mới bắt đầu bán túi thì em có gặp được một lần là một cái class cầm tay và họ cũng thiết kế y như vậy, cũng cái màu y như vậy luôn, đó là canvas màu này ha, phối với da màu này, và nó cũng có một cái lằn chính giữa như vậy. Lằn chính giữa thì người ta làm hoa văn và trên đây người ta có ghi cái tên hiệu của người ta ở đây ha. Riêng cái túi này là một túi đeo chéo và độ mới cao khoảng được 88-89%, góc cạnh thì còn rất là ổn luôn. Đấy, mình ít khi nào gặp cái độ mới này cho cái thương hiệu này anh chị. Và hiệu này cũng ít gặp luôn chứ không có phải là hay gặp nữa. Size ngang là 22 nè. Cao lên là được khoảng 15. Và bề dày của nó sẽ là 4cm. Và trên cái này có dập hiệu nè. Khoen khóa này người ta dập hiệu hết luôn. Đó, trên cái này cũng dập hiệu nữa nè. Cái phần khoen kim loại này nó rất là xịn ha. Rồi mình mở như vậy, có cái khóa kéo, trên cái khóa này cũng có dập Leonard luôn. Ở trong là lót da và made in Italy. Đây, lót da như vậy ha, lót da tổng hợp anh chị, và made in Italy. Đó, túi này em bán cho mình với giá là 520.000. 520, anh chị chốt giùm em mã là túi đeo chéo Ý, giá là 520 cho túi này. 520.000 anh chị nha. Rồi, đẹp lắm, rất đẹp luôn, rất là đẹp và hàng xịn nha anh chị. Tiếp theo thì em có cái em có cái túi này đẹp nè. Túi này là da tổng hợp mà nó mới ken, thiệt là mới luôn, còn cả tác luôn nè. Túi này cho các chị mình đi làm công sở đẹp lắm, hoặc là mình đựng được bộ đồ mình đi vòng vòng nè, đi công việc nè. Người ta bán cũng triệu mấy anh chị nha, giá gần 6.000 yên lận.
màu trắng kem và nó rất mới ken luôn, mới trên 98%, còn tát luôn mà chưa có qua sử dụng, nhưng mà nó là da tổng hợp anh chị. Size đáy là 32, cao lên là được 22. Cái này thì còn còn dây đeo. Đây, dây theo túi nè. Bên trong là lót vải. Đấy, bên trong lót vải chấm bi ha. Cái này giá của nó là 550.000, có khóa kéo miệng. Anh chị chốt giùm em mã là túi da tổng hợp màu kem, giá là 550.000 anh chị ha. Chắc là em sẽ kết thúc video này ở đây đi anh chị ơi, và em sẽ hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và nếu mà anh chị có xem được video thì hy vọng mình sẽ nhấn nút like video để ủng hộ shop, cũng như là nhấn đăng ký kênh để khi mà em có video mới thì mình vào mình xem ủng hộ cũng như là lựa chọn sản phẩm anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.